Xin chào các bác, em là Hải đến từ kênh Hải Đồ Đồng. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu hoàn toàn mới và giá cực kỳ ưu đãi. Đây là một bộ mũ sự 65 vàng mộc dòng nổi 3D. Và bên em đang có chương trình giảm 2 triệu đồng khi các bác mua một bộ đỉnh thờ như thế này. Bộ đỉnh thờ này sẽ làm từ làng nghề Hưng Yên với kích thước chiều cao của đỉnh từ đế cho đến con nghê là cao 65cm. Và từ chân rùa cho đến bông hoa sen hạt là sẽ cao 70cm. Và cuối cùng là đôi chân nến, từ đế nến cho đến bông hoa sen sẽ là cao 45cm. Và bộ này tổng cân nặng là 29 cân đến 30 cân. Chế tác từ làm hoàn toàn từ khuôn cát Thạch Anh và là khuôn và khuôn đất. Chất liệu đồng chính là chất liệu đồng vàng để mộc nguyên bản về chất liệu luôn. Chỉ phủ bóng 2K trên bộ đỉnh này. Và video ngày hôm nay em sẽ quay tận cảnh cho các bác để các bác có thể thấy được cái vẻ đẹp của một bộ đỉnh thờ như thế này. Em mời các bác cùng xem video này. Các bác thấy này, con nghê rất là uy nghiêm. Nó sẽ xua đuổi những tà khí xấu và tích tụ lại được những năng lượng tốt. Đấy, các bác thấy chưa? Về phía của phần bụng của đỉnh này sẽ được khắc chạm hai con rồng và ở giữa là bông hoa sen. Hoa sen này sẽ tượng trưng cho sự thanh cao rồi, các bác đã biết rồi. Và phía dưới là ba chữ phúc lộc thọ được cày nổi, các bác thấy chưa? Và cái đường dập gấm này để tạo được cái điểm nổi bật nhất của ba cái dòng chữ này. Và điểm đáng chú trọng nhất của bộ đỉnh thờ là mặt song long chầu nguyệt được khắc chạm rồng nổi 3D. Rồng nổi 3D ở đây các bác thấy được cái đầu rồng. Cái đầu rồng này các bác thấy là cái đường, những cái đường nét này được khắc chạm đục đẽo cày lên thì cái đầu rồng nó rất là nổi và sắc nét. Phần phía dưới các bác cũng thấy ở đây. Các bác thấy này, cái chỗ mặt nguyệt này để làm nổi bật cái, nổi bật khoảng tầm đến 2 đến 3 cm. Rất là nổi luôn đấy ạ. Vì sao đặt bộ đỉnh này là bộ đỉnh rồng nổi 3D. Đấy, các bác đã thấy được chưa, các đường nét của nó này rất là đẹp. Còn phía dưới thì các bác thấy là chân quỳ tam lân. Chân quỳ tam lân đây em cũng muốn nói qua cho các bác, đều là được đúc liền nguyên khối luôn các bác nhé. Bên cạnh đỉnh thờ thì là sẽ là hạc ngậm sen đứng trên lưng rùa. Hạc ngậm sen đứng trên lưng rùa của cái bộ đỉnh thờ này thì các bác đã thấy rồi. Như là mắt hạc này, lông hạc này, để em quay chi tiết tận cảnh cho các bác để các bác có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bộ đỉnh thờ này. Đây là một mẫu cực kỳ mới luôn. Hạc ngậm sen đứng trên lưng rùa thể hiện sự thanh cao. Đây, giữa trời và đất các bác. Đây, rùa này, rùa nhìn rất là có hồn, như con rùa ở đời thật luôn đấy. Và bộ đỉnh sẽ không thể thiếu được là hai chân nến. Hai chân nến ở đây thì các bác sẽ thấy được là các họa tiết hoa văn ở trên đĩa nến sẽ được làm nổi họa tiết rồng và phượng. Đây các bác thấy họa tiết rồng phượng đây ạ. Rồng và phượng có còn có khái niệm là rồng là tượng trưng cho cực dương và phượng sẽ tượng trưng cho cực âm, ngoài ra còn thể hiện hài hòa giữa trời và đất. Đấy các bác đã thấy rất là phong thủy các bác nhé. Rồi những họa tiết là rất là sắc nét và tinh xảo này. Phía dưới sẽ được khắc chạm tứ linh long ly kỳ phụ, cũng được khắc chạm nổi luôn. Và bên cạnh đấy thì xưởng nhà em sẽ tặng kèm cho các bác là đôi sen nến như thế này, để các bác có thể để lên cốc rất là dễ dàng. Với một bộ đỉnh được thiết kế hoàn toàn hoàn hảo và được ưu đãi như thế này thì các bác còn chần chừ chờ gì nữa. Đối với bộ đỉnh này thì các bác sẽ phù hợp với kích thước ban thờ là 1m97 và rộng 97cm. Và bên em có chế độ bảo hành cho các bác về trọn đời về chất lượng đồng và 5 năm về màu. Bên em sẽ kèm theo giấy bảo hành cho các bác. Về quy trình đóng hàng thì bên xưởng nhà em sẽ bọc bằng xốp nổ và những lớp chống sốc như là xốp lớp xốp mỏng hay là lớp xốp nổ thì đấy, bên em sẽ đóng vào một cái thùng. Khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ tránh được cái tình trạng mà xây xước của những bộ đỉnh thờ. Và ngoài ra bên em hoàn toàn miễn phí vận chuyển đến cho các bác
các bác có thể nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì có bác nào muốn quan tâm cái mẫu sản phẩm mới này thì các bác để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với số hotline 0836173950. Các bác hãy cho em xin một like và một subscribe để em có thể có thêm động lực để làm những video lần sau. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.